Bài 83, mét, trang 64-65. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Đây là hình ảnh ba bạn đang thực hiện đo chiều dài của một sợi dây. Đấy, đo chiều dài của sợi dây mà bạn Nam đang căng ra đây. Đấy. Các con ạ, để đo những vật ngắn thì người ta thường dùng đơn vị đo là cm. Còn để đo vật dài hơn thì người ta dùng đơn vị đo là mét. Và đây là chiếc thước mét. Đấy. Tức là 1 mét. Thước mét đây tức là 1 mét. Quan sát chiếc thước mét, các con cho cô giáo biết chiếc thước mét này dài bao nhiêu cm. Chúng ta cùng đếm nhé. Chiếc thước mét bắt đầu từ vạch 0, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm. Mà 10 cm thì bằng 1 decimet. Như vậy chúng ta lại cùng đếm xem chiếc thước mét này là bao nhiêu decimet nhé. 1 decimet, 2 decimet, 3 decimet, 4 decimet, 5 decimet, 6 decimet, 7 decimet, 8 decimet, 9 decimet, 10 decimet. Như vậy chúng ta vừa đếm được 1 mét bằng 100 cm, và 1 mét thì bằng 10 decimet. Như vậy mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là chữ M. Mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là chữ M. 1 mét bằng 10 decimet, 1 mét bằng 100 cm. Cô nhắc lại, mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là chữ M. 1 mét bằng 10 decimet, 1 mét bằng 100 cm. Như vậy các con vừa biết một đơn vị đo độ dài đó là mét, và mối quan hệ giữa mét và decimet, giữa mét và cm. Bây giờ để hiểu sâu hơn kiến thức về mét thì chúng ta làm các bài tập thực hành. Bài 1. A. Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 mét. B. Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1 mét. Để tìm được một số đồ vật dài hơn và ngắn hơn 1 mét thì các con hãy ước lượng những đồ vật nào dài hơn 1 mét và những đồ vật nào ngắn hơn 1 mét. Cô giáo có câu trả lời như sau. Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 mét. Có rất nhiều đồ vật dài hơn 1 mét, ví dụ như cái bảng, chiếc giường, cây bàng, cái bàn, vân vân. Và cũng có rất nhiều đồ vật ngắn hơn 1 mét, ví dụ quyển vở, quyển sách, cục tẩy, cái bút. Bài 2. A. Tính. Quan sát ở bài tập ở câu A chúng ta thấy có 4 phép tính. Chúng mình có nhận xét gì về 4 phép tính này? À, đây là những phép tính cộng, trừ, nhân, chia với đơn vị đo là mét. Khi thực hiện tính toán thì chúng ta thực hiện tính cộng, trừ, nhân, chia các phép tính này tính như bình thường. Lưu ý sau khi chúng ta có kết quả chúng ta viết đơn vị mét vào sau kết quả đó. Còn đối với câu B là số, chúng ta sẽ chuyển đổi các số và điền số vào những cái ô có hỏi chấm. A. 7 mét cộng 3 mét. Chúng ta thực hiện 7 cộng 3 bằng 10. Và viết mét, đơn vị mét vào sau kết quả chúng ta vừa tính được. 2 mét nhân 4. Ta lấy 2 nhân 4 bằng 8. 2 mét nhân 4 bằng 8 mét. 15 mét trừ 9 mét. Chúng ta thực hiện 15 trừ 9 bằng 6. 15 mét trừ 9 bằng 6 mét. 20 mét chia 5. 20 chia 5 bằng 4. 20 mét chia 5 bằng 4 mét.
Câu B, số 1 mét bằng ô trống cm, 1 mét bằng 100 cm, 1 mét bằng ô trống dm, 1 mét bằng 10 dm, 2 mét bằng ô trống cm, 1 mét thì bằng 100 cm, vậy 2 mét thì bằng 200 cm. 2 mét bằng ô trống dm, 1 mét bằng 10 dm, 2 mét bằng 20 dm. Một trăm cm bằng bao nhiêu mét? Một mét bằng 100 cm, vậy 100 cm thì bằng 1 mét. 20 dm bằng bao nhiêu mét? 2 mét thì bằng 20 dm, vậy 20 dm bằng 2 mét. Như vậy ở bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã làm phép tính cộng trừ nhân chia với đơn vị đo là mét, và chúng ta cũng chuyển đổi đơn vị đo từ mét thành cm, từ mét thành dm và ngược lại, từ cm và dm chúng ta cũng đổi thành mét, tức là chúng ta cũng nêu được mối quan hệ giữa mét với cm và dm. Bài 3, cuộn dây điện thứ nhất dài 36 mét, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 mét. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét? Muốn biết cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét thì chúng ta sẽ lấy cuộn dây điện thứ nhất trừ đi số ít hơn, vì bài toán đây là bài toán về ít hơn. Đấy, tức là ngắn hơn tức là ít hơn. Tức là ta lấy 36 trừ đi 9. Và cô giáo giải bài toán như sau. Cuộn dây điện thứ hai dài số mét là 36 trừ 9 bằng 27 mét, đáp số 27 mét. Như vậy bài tập 3 vừa rồi chúng mình đã giải bài toán có lời văn, bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo là mét. Bài 4. A. Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau. Quan sát 5 đồ vật. Các con cho cô giáo biết 5 đồ vật đó là những đồ vật nào? Chiếc xe đạp, quyển sách, cái ô, cục tẩy và chiếc bút xóa. Bây giờ chúng mình sẽ chọn 3 đơn vị đo độ dài, đó là cm, dm và mét, với mỗi đồ vật cho thích hợp. Ở đây chúng ta thấy chiếc xe đạp, chúng ta chọn cái đơn vị đo nào? Chiếc xe đạp có độ dài khoảng là gì? 1 mét. Như vậy chúng ta sẽ nối chiếc xe đạp với đơn vị đo là 1 mét. Còn quyển sách? Quyển sách có độ dài, độ rộng là bao nhiêu? Quyển sách có độ rộng là khoảng gì? 1 dm. Chiếc ô có độ dài khoảng bao nhiêu? Chiếc ô có độ dài khoảng 1 mét. Cục tẩy, cục tẩy có độ dài là gì nhỉ? Có độ rộng là bao nhiêu? Là 1 cm. Và chiếc bút xóa, chiếc bút xóa có độ dài là bao nhiêu? Có độ dài là khoảng là gì? 1 dm. Như vậy vừa rồi ở câu A chúng mình đã ước lượng độ dài và độ dày của các đồ vật để chúng ta nối độ dài thích hợp với mỗi đồ vật. Câu B, chọn số đo thích hợp. Tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm cao khoảng A 9 cm, B 9 dm, C 9 m. Cô giáo mời các con quan sát hình ảnh. Đây là tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm. Tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm cao khoảng 9 mét. Đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Cột cờ Hà Nội cao khoảng A 33 cm,
B. 33 đầy xi mét. C. 33 mét. Đây là hình ảnh đấy, cột cờ ở Hà Nội. Cột cờ ở Hà Nội cao khoảng 33 mét. Đó cũng là đáp án C. Như chúng ta đã biết, cm và đầy xi mét là những đơn vị là đo độ dài ngắn. Còn để đo những độ dài dài hơn thì người ta dùng đơn vị là mét. Ở đây, tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm và cột cờ ở Hà Nội là người ta dùng đơn vị đo là gì? Đều là mét. Bài 5. Thực hành đo rồi cắt sợi dây có độ dài 1 mét, 2 mét. Quan sát hình ảnh chúng ta thấy một bạn nam và một bạn nữ đang thực hành đo cắt sợi dây có độ dài 1 mét và 2 mét. Để đo rồi cắt sợi dây có độ dài 1 mét thì trước tiên chúng ta lấy một cái thước mét. Đấy, đây là thước mét. Sau đó chúng ta đặt một đầu của sợi dây đặt với vạch không, đặt trùng với vạch không, và chúng ta căng sợi dây sao cho đến số 100. 100 ở đây là 100 cm và đây chính là 1 mét. Như vậy chúng ta đã cắt được sợi dây có độ dài là 1 mét. Để đo và cắt sợi dây có độ dài 2 mét thì chúng ta cũng thực hiện như trên. Đầu tiên chúng ta cũng để cái vạch không của thước trùng với một đầu của sợi dây. Sau đó chúng ta căng sợi dây đến số 100 chúng ta đánh dấu. Sau đó chúng ta lại đặt cái chỗ cái mép đánh dấu này lại đặt về vạch không, và chúng ta lại căng tiếp đến số đo 100. Sau đó chúng ta cắt. Như vậy chúng ta đã được độ dài là 200 cm. 200 cm chính là 2 mét, và chúng ta cắt vào cái vạch chúng ta vừa đánh dấu. Như vậy tiết học vừa rồi cô đã hướng dẫn các con biết được một đơn vị đo độ dài, đó là mét. Và chúng ta cũng biết được mối quan hệ giữa mét với đầy xi mét và cm. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.